Rồi, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái phần hay ho là cái health check. Tức là trong cái khối này của ta nó có rất nhiều những cái thành phần. Thế tuy nhiên là ta muốn kiểm tra xem là cái MySQL nó đã có chạy ngon lành chưa, cũng như là cái Redis nó đã chạy ok chưa. Đấy, thì khi mà deploy cái hệ thống ấy lên, cái chương trình nó đang chạy và chúng ta thấy rằng là nó có một số khối nó không running. Đấy. Thì cái việc đấy chúng ta sẽ phải có một cái request để chúng ta kiểm tra sức khỏe. Và cái đấy thì trong Java Spring họ đã có tích hợp sẵn cho chúng ta một cái thư viện tên là Java Spring Boot Actuator. Đây, các bạn chú ý cái này. Chúng ta sẽ copy cái đoạn code này ném vào trong file POM của dự án Java Spring. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là kiểm tra xem là các cái khối bên trong, cái database rồi thì các thứ bên trong nó có ok không, các request là ok chưa, thông qua một request duy nhất. Thì cái request đấy sẽ có dạng như thế này nhá. Nó sẽ có dạng là actuator sạc health. Đấy, tuy nhiên thì mọi người cũng có thể tự viết lấy một cái theo ý của mình. Đấy. Nhưng mà không không khuyến cáo mình có làm thử cả hai trường hợp. Thì mình thấy rằng là sử dụng cái sẵn có bên trong thư viện có vẻ nó hay ho hơn. Trong cái hệ thống này thì mình có sử dụng hai cái database. Cái thứ nhất là Redis để lưu dữ liệu tạm thời như dữ liệu cache, những cái kết quả tìm kiếm mà cái người ở phía client gửi lên với cái số lượng nó lớn thì ta sẽ phải cache lại để tăng cái tốc độ truy cập cũng như là hạn chế cái request, hạn chế các cái yêu cầu gửi về phía MySQL database. Thì cái đấy đã nói ở cái bài trước rồi, nói ở cái bài trước, cái bài liên quan đến cache bằng Redis rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái MySQL database, cơ sở dữ liệu MySQL. Tuy nhiên là có cái lúc chúng ta đang chạy thì có thể là hai thằng nó chưa bật, nó dẫn đến là nó bị lỗi và chúng ta sẽ phải kiểm tra. Chúng ta sẽ thông qua một request để kiểm tra cái health check đó. Thì cái request nó sẽ có dạng đơn giản này. Tuy nhiên trong cái dự án này thì mình có sử dụng cái security, cái phần phân quyền. Cái security có hai cái khối là cái khối filter token và cái khối kiểm tra các cái quyền admin và các cái đường dẫn tương ứng với các cái quyền đấy có được hay không. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là cái health check nó sẽ phải cho phép đi qua. Đây. Chúng ta sẽ phải cho phép cái health check đi qua. Khi cái request health check hay là cái request worker nó đi qua cái hệ thống này thì nó sẽ phải cho phép, nó sẽ phải đi qua hai cái thằng này. Và hai cái thằng này không kiểm tra nó. Tức là cho phép anh đi qua. Đấy, thế thì cái khối màu tím đầu tiên để cho phép đi qua thì chúng ta config cái đoạn này. Đây, nó là cái đoạn này. Nó là dòng số 48 mọi người nhá, dòng số 48. Đấy. Với những cái request có chữ health check. Tức là cái API prefix này nó có dạng là gì ạ? Sạc API sạc V1. Đấy, những cái request có cái dạng là sạc API sạc V1. Sau đó sạc vào health check và bên và sạc vào cái chỗ này là gì ạ? Bất kỳ liên quan đến cái health check thì chúng ta sẽ cho phép nó đi qua, tức là cho phép đi qua cái khối này, security filter chain, security filter chain. Thế còn cái khối token này thì sao? Cái đây cũng không kiểm tra token thì nó thông qua một cái hàm là is bypass token. Cái hàm này được nằm trong một cái do filter internal, có nghĩa là gì ạ? Cứ mỗi một request đi qua thì đều phải đi qua thằng này nó kiểm duyệt. Đây. Đấy, tức là vừa mới vào thằng do filter internal nó sẽ kiểm tra xem là cái request của bạn đến nó có phải kiểm tra token không, nếu có thì nó đi qua dòng số 44, còn nếu mà phải kiểm tra thì nó đi đến dòng số 44, còn nếu không phải kiểm tra thì thôi cho đi qua và không làm gì tiếp, nó không chạy cái dòng 44 nữa, return luôn. Đó, thế thì ta phải bổ sung cái danh sách cái health check này vào bên trong thằng is bypass token. Như vậy nó là cái đoạn này. Đấy. Ta gọi cái này là health check. Và cái thằng này thì không yêu cầu GWT token cho đi qua. Đấy. Như vậy mình phải khai báo nó ở trong này. Thì ở dưới này mình đã có cái đoạn code để lọc rồi. Ok. Dưới này mình có cái đoạn code để lọc để kiểm tra. Nếu mà nó nằm trong cái đấy thì là cho phép đi qua. Return true. Được phép bypass đi qua. Rồi chúng ta sẽ đặt debug ở mấy cái chỗ này nhá. Mấy cái điểm mấu chốt. Điểm này nữa này. Đấy, để chúng ta kiểm tra. Rồi, thế thì cái request này không thể tự dưng mà có được. Chúng ta phải đưa vào trong một cái component. Đấy, trong một cái component.
các bạn phải có cái annotation là a-component. Rồi, ta viết một cái class tên là custom health check, hoặc các bạn đặt tên khác cũng được, không sao cả. Nhưng cái class này phải thực thi cái gì? Cái interface health indicator. Để có cái interface này thì chúng ta phải cài cái thư viện Spring Boot Starter Actuator. Đấy, chúng ta phải cơ cóp cái đoạn này vào trong file POM. Đấy, thì trong cái khối, trong cái hàm health này, các bạn sẽ viết thêm nhiều các cái nghiệp vụ bên trong. Ta có thể kiểm tra cụ thể những cái công việc gì đó bên trong. Đấy. Thế còn mặc định chúng ta không viết gì thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ kiểm tra xem trong này database đã ok chưa, các database đã chạy ngon lành chưa. Đấy. Thế còn nếu mà dính cái exception đâu thì ta sẽ trả về một cái gọi là đối tượng có chữ key, có một cái trường là trường down, còn nếu không thì nó là trường up. Ok. Tất nhiên cái này thì nếu mà đi được đến đây thì nó sẽ là trả về một cái code là code 200 là thành công. Thế còn ở dưới này nó sẽ là code khác, nó không phải 200 nữa. Thế nên chúng ta chỉ cần check cái code xem nó có trả về cái mã 200 là được. Là lúc đấy cái ứng dụng này của ta chạy ok. Các cái component bên trong nó không có thằng nào bị lỗi. Ít nhất là về database, là nghiệp vụ thì các bạn phải test sâu thêm nhé. Rồi, thế bây giờ làm sao để có cái đường dẫn này? Thì các bạn mở cái application.iml hoặc là application.yaml, hoặc có bạn sử dụng gì? Application.property, đều tương đương nhau hết. Thì bây giờ mình dùng cái kiểu này, có xanh màu xanh xanh đỏ đỏ, táp ra táp vào, đang giờ khá là hiện đại và khá là phù hợp với những bạn đang làm việc với DevOps, sử dụng Docker hoặc là Kubernetes Cluster hay là K8s. Okay. Đây là cái đường dẫn của ta đây nhá. Đây là cái đường dẫn của ta. Các bạn phải có cái đoạn này. Như vậy cái phần mà quản lý health check nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Đây là chị sâu hết thông tin chi tiết. Và cái base path này nó sẽ quyết định cái đường dẫn này các bạn này. Đây. Chính là cái đường dẫn này. Đấy. Đến cái API V1 actuator. Sau đó mới đến cái hàm health. Rồi, mấy cái chỗ này mọi người chưa quan tâm nhá, tí nói sau, giải quyết từng phần một. Bây giờ chúng ta đến cái phần hay ho là phần debug. Đã đặt debug chương trình. Đấy. Bây giờ mình sẽ không gõ code nhiều, code thì đã share rồi. Các bạn join vào khóa học thì các bạn sẽ được share chi tiết. Còn ở đây thì mình sẽ trình bày để làm sao mọi người có nhìn vào có thể hiểu được ngay. Đấy, nó đang bị exception bởi vì sao? Bởi vì mình đang chưa bật MySQL và chưa bật cái Redis. Đây các bạn bật Docker lên. Trong cái bài này thì mình dùng Docker. Và cái triển khai Docker thì nằm ở các cái video trước, mọi người có thể xem nhé. Triển khai Docker cho MySQL và Docker cho Redis Container. Chúng ta kiểm tra xem nó đã chạy ok chưa. Thì chúng ta làm gì? Gõ cái lệnh gọi là Docker PM. Thì chúng ta phải có cái MySQL 8 Container và cái Redis Container này. Thì hai cái này mình đã chỉ cho mọi người trong các bài trước rồi. Sử dụng cái Docker Composer. Bây giờ xem cái nhật ký, xem cái log của nó thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh log sc page. Đấy. Chúng ta thấy ready to accept TCP. Ok. Clear. Docker PS. Rồi chúng ta sẽ là MySQL 8 container Docker log sc. Đấy. Chúng ta thấy là plugin ready for connection. Ok rồi nhá. Rồi ta quay lại đây ra debug lại. Đợi nó hiện ra cái chữ started là ok rồi. Ở đây nó đang báo cái warning, bảo đừng có sử dụng trong cái lúc mà mình deploy sản phẩm lên, mình giai đoạn production. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái đoạn này mình có show hết. Đây mình để debug, show hết logging liên quan đến security ra. Thế khi nào mà chúng ta lên production thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Rồi bây giờ ta sẽ gửi request help. Đây, đường dẫn. Localhost 8088 API V1. Tại sao lại 8088? Bởi vì mình đây, mình config nó ở dòng này, port là 8088. Rồi các bạn bấm send. Rồi chúng ta đang up hết rồi đây này. Cái đoạn này là chưa kiểm tra request rồi. Có thể là mình chưa debug cái đoạn kiểm tra request. Stop đến debug lại xem nào. Nó phải đi qua cái chỗ này mới đúng. Bấm send lại lần nữa. Rồi, khi ta chạy thì nó đã chui luôn vào đây. Ok, thế tốt rồi. Thế là coi như cái thư viện này nó không kiểm tra cái đoạn này cho ta rồi. Tốt rồi. Cho nên là cái đoạn filter đấy nó không cần thiết.
Đây, cái đoạn do filter internal này nó không đi qua, tốt quá rồi. Thế là trong cái thư viện nó xử lý cho ta là cái health check nó không phải đi qua cái đoạn kiểm tra này nữa. Và nó đi thẳng xuống đây. Rồi, bây giờ lại nói về cái đoạn hay ho này, tại sao tớ lại lấy cái computer name ra để cho vào trong cái detail, vì sao? Bởi vì sau này có thể là trong cái bài toán về ta deploy cái này lên Kubernetes cluster thì là mỗi một cái ứng dụng Java Spring này nó sẽ nằm trong một cái pod. Đấy, thì cái pod của ta sau này trong cái hệ thống sử dụng KTMS hay là Kubernetes cluster thì nó sẽ được replica, nó sẽ được phân thân ra làm nhiều pod bên trong như này. Đấy. Chẳng hạn như cái thằng bên dưới này là replica, nó không phải bằng một nữa, nó còn là nhiều thì sao? Đấy, nó sẽ phân thân ra nhiều replica, có nghĩa là để kiểm tra xem là nó có thực sự là load balancing hay không. Load balancing là gì? Có nghĩa là khi mà cái request của chúng ta gửi từ phía đến Java Spring thì nó sẽ thông qua một thằng service, và thằng service này sẽ là phân bố xem làm sao ạ, xem là port nào thực hiện cái request này. Nếu chúng ta có 3 port thì nó sẽ thay phiên nhau thực hiện. Thì lúc đấy cái giá trị trả về của ta là cái computer name này nó khác nhau. Đấy, chứng tỏ cái port nó đã hoạt động. Hay nói đúng hơn là cái load balancing hay là replica đã hoạt động. Đấy, lúc đấy thì chẳng hạn như chúng ta có 1.000 request, ta đẩy xuống đây mà ở đây có 3 port thì nó sẽ là 1.000 chia cho 3. Đấy, mỗi thằng sẽ xử lý cái số lượng request nhỏ hơn nhiều. Đấy, khi bài toán nó to lên thì ta sẽ scale cái hệ thống lên. Ok, cái này thì nó liên quan đến cái khóa DevOps bằng Kubernetes Cluster mình đang làm, chưa chưa có đâu. Sơ đồ thì cứ sâu ra để cho mọi người comment có ý kiến thì mình còn có động lực. Đấy, làm cái khóa này nó cũng khá là công phu, nó phải nhiều hình vẽ, thì chắc là chưa chưa làm ngay được. Khi nào có thì mình sẽ đẩy lên Udemy sau nhá. Ok, ta cứ đi qua tiếp đây đi. Đấy, lúc này computer name thì nó là cái PC của ta, mình đang dùng con iMac xem. Rồi, thì lúc này các bạn mở Postman ra, các bạn sẽ nhìn thấy gì ạ? À, có rất nhiều thông tin, trong đó cái MySQL của chúng ta đang trạng thái up, đang đang khỏe. Mình hiểu đơn giản là đang khỏe, và cái trạng thái chung của hệ thống là đang khỏe. Có nghĩa là các cái component bên trong là thằng nào cũng khỏe hết. Đấy, thế còn cái computer name của ta nằm ở vị trí này gọi là detail. Đấy, ngoài những thông tin mặc định ra thì các bạn có thể cho thêm, đấy, computer name. Đấy, hai thằng này tương đương nhau. Để cho thêm các cái thuộc tính khác vào, trả về. Đấy. Như vậy là cái disk space vẫn khỏe, ok, đã không bị đầy. Tiếp theo là cái Redis của ta up, có nghĩa là vẫn khỏe, version 7.2.3. Rồi, bây giờ ta thử làm cái nhiệm vụ là Docker PS, ta xóa cái, chúng ta stop cái Redis cache đi. Tức là Redis container, ta Docker stop nó đi nhá. Đấy, Docker stop Redis container. Rồi. Bây giờ ta bấm cơ PS, ta sẽ không thấy cái Redis container đó đâu. Rồi bây giờ ta sẽ chạy lại cái request này một chút. Ok. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Connection nó bị down. Tức là cái Redis trong cái khối này là đang có đang 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 bị down. Và như thế là cái trạng thái chung của hệ thống nó sẽ là down. Đấy. Thế này kiểm tra rất là hay. Và cái giá trị trả về nó không phải là 503, không phải là 200 nữa mà nó 503. Đấy, quan trọng là mã lỗi. Ta kiểm tra thấy khác 200 có nghĩa là cái sức khỏe là chưa khỏe, đau ốm đau rồi. Đó, như vậy ta comment vào đây là gì? Nếu mà bị lỗi. Đấy, tức là 503. Đấy. Rồi thế bây giờ ta lại quay lên ta Docker start cái Redis container lên. Đấy, sau khi start rồi, ta kiểm tra Docker PS. Ta thấy rằng là cái Redis container đã bật lên rồi. Rồi ta bấm send lần nữa. Thì trạng thái này lúc này của chúng ta nó sẽ trả về là up. Đấy, thấy chưa? Đấy, trạng thái trả về lúc này là up. Đấy, Redis lại quay trở về chạy như bình thường. Đấy. Thì đây là cái kiểm tra sức khỏe. Đấy. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kiểm tra sức khỏe bằng cách là mình tự bịa ra một cái controller. Thì cái này cũng không khuyến khích mọi người làm. Đấy, tuy nhiên mình cũng cho code vào đây. Ok, cái này nó cũng không khuyến khích. Rồi mọi người có thể là chạy thử nhé. Thế là cái này thì đơn giản thôi. Ý tưởng của nó là mình viết một cái request giống như là trên controller bình thường. Ta custom một cái đường dẫn. Sau đó thì ta sẽ bấm send.
Tất nhiên là cái thằng này do không phải Java Spring làm cho nên nó sẽ phải đi qua cái đoạn by, bypass kia. Ở đây tôi query xuống DB, tôi lấy ra cái dữ liệu xem ok không. Nếu mà không thì tôi sẽ exception và trả về fail. Đấy. Tức là tôi cư xử với thằng này như là một cái request ở phía controller. Và bây giờ ta thử chạy thử thằng này nhá. Cái thằng này thì mình cũng không khuyến cáo mọi người dùng. Tất nhiên là một cái ý tưởng ra thôi. Có thể là mọi người người thích cái nào có thể chọn ở đây. Bấm. Đấy. Thì chúng ta sẽ chạy rồi thì cái giá trị trả về nó như này ok khuyến cứu mọi người dùng cái này nhá, cái này có thể nghiên cứu thêm thôi. Trong cái code này thì tất cả những cái request mà nó yêu cầu không yêu cầu đăng nhập thì mình sẽ cho phân quyền hết vào cái chỗ này. Thì các bạn theo dõi thì cái code code này mình có sửa lại, tức là những cái request mà insert update thì mình sẽ quản lý bằng cái pre authorize. Rồi bây giờ ta sẽ kiểm tra, ta sẽ debug từ trên xuống dưới đi. Rồi, trước tiên là cái role trước này. Và role controller này. Cái này là dễ nhất. Thì trong này nó có mỗi một cái request get thôi. Đây ta bấm send. Authorization không có gì cả, các bạn bỏ đi nhá. Tức là cái này là không có token. Rồi, khi ta bấm send thì nó sẽ ra như này. Tức là ở đây ta không cần token. Nhớ là ta sẽ test lại hết các cái request này nhá. Rồi, ta bắt đầu từ trên xuống dưới. Cái request category lấy ra danh sách các category thì là cái này cái phần token các bạn cũng no out. Tức là không cần đăng nhập cũng lấy được danh sách category. Thì khi chúng ta bấm send đây nhá, chúng ta sẽ thấy là nó đi qua cái đoạn là kiểm tra xem có cái token này có được bypass không. Thì cái token này nó thuộc cái danh sách là category nhưng mà request get và nó phải chui vào đây mới đúng. Không kiểm tra token. Đây nó tương ứng với cái đoạn này. Get the category product filter vân vân. Ai cũng vào được. Đấy, các bạn thấy chưa? Ra đây trả lời true. Bước tiếp theo nó đi sẽ đi qua cái chỗ này. Tức là các cái request get mà có category sau đó là cái gì cũng được thì là cho đi qua. Có lẽ là cho đi qua cả cái khối này. Đấy, ok, này đã ra được danh sách các category rồi. Đây cái post này khó này. Cái post này thì là chúng ta phải có cái token key. Thế thì để có được cái token key thì trước tiên là ta sẽ trở thành user đi đã. Đây. Chúng ta sẽ đăng nhập user đã. Đấy, các bạn bấm send. Đấy, nó có được cái role user đây rồi. Ok, chúng ta copy cái token này mang đi, cất đi. Thế xong chúng ta thử sang cái post category. Chúng ta truyền cái token của user vào. Đấy, chúng ta truyền cái token của user vào. Trong chúng ta gửi request thì cái request này sẽ phải là gì? Không được phép thì mới đúng. À, như vậy là mình sẽ để gì ạ? A còng pre-authorize has role admin ở chỗ này. Thì chương trình của chúng ta sẽ không không để đến được đây. Rồi chúng ta thử bấm send. À, cái đoạn này nó sẽ trả về fail các bạn thấy chưa? Đó. Cái đoạn này trả về fail dẫn đến là nó sẽ có kiểm tra token vì cái request này là request nằm trong danh sách phải kiểm tra token. Rồi chúng ta xuống tiếp xuống đây để chúng ta lấy cái token đó ra, chính là cái mà các bạn vừa mới paste vào trong cái authorization đó. À, tiếp nó kiểm tra xem là cái token này còn hạn hay không, nếu còn thì nó sẽ tạo ra một cái authentication token và trong này thì nó sẽ sinh ra cái đối tượng user detail và có cái quyền user. Bởi vì khi mà chúng ta load ra thì chúng ta thấy là nó load cái đối tượng có quyền user. Rồi, chúng ta bấm next tiếp. Đây nó sẽ là gì? Role user. Đấy. Role user thì chính vì thế cho nên nó vi phạm cái đoạn này. Cho nên nó sẽ không chui được vào đây. Rồi, bấm send. Đấy, thì các bạn thấy là unauthorized. Đúng rồi. Tương tự như thế, cái request put này cũng vậy. Tức là update một cái gì? Update cái category 1 thành đồ điện tử. Này mình sẽ không đi đi vào chi tiết cái bên trong. Mà chúng ta chỉ nói về cái phần sử dụng. Pre-authorize thôi để ngăn quyền. Rồi, như vậy là cái chúng ta đang nói với các bạn đây là pre-authorize. Giờ chúng ta bấm send. Ok. Nếu ta thấy rằng là cái is bypass trong trường hợp này cũng bằng fail, cho nên nó mới chui xuống đây. Tức là cái thằng này nó vẫn phải kiểm tra token. Đoạn này đi qua kiểm tra token. Đấy. Thì cái token này đang bằng null, chưa đúng. Chúng ta sẽ phải mang cái token đúng nãy paste vào đây. Ta đang thiếu. Mặc dù nó trả về unauthorized. Đúng như ta mong muốn nhưng thực ra là nội tại này chưa 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 chính xác. Đây các bạn bấm vào authorize là bia token.
Các bạn thay cái token bằng cái gì? Token lúc nãy chúng ta lấy ở request login, rồi bấm save, ta bấm send lần nữa. Rồi chúng ta đi qua đây, họ kiểm tra rằng là cái này không được bypass đâu. Đó, đi qua đây. Rồi, authentication header, đấy, lấy ra được rồi. Rồi, các bạn này kiểm tra xem là còn hạn không. Cái này mình để hạn 30 ngày. Vừa login xong cho nên là chắc chắn là còn hạn. Cứ cho đi xuống tiếp đi. Rồi, chúng lấy ra authority. Thì là cái authority này nó phải là gì? Role user. Tiếp. Như vậy role user rồi thì không được phép đi qua cái request cập nhật, request put đấy nữa. Đấy, thì cái chỗ này trả về unauthorized chuẩn. Tương tự, request delete cũng như thế. Ta xóa cái category có cái ID bằng như thế này. Rồi chúng ta lại bấm send. Ok, đi qua đây. Không bypass, kiểm tra tiếp. Đi tiếp. Đấy, unauthorized. Đúng. Tiếp chúng ta xuống product cũng như vậy. Ta sẽ test hết tất cả. Đối với cái request lấy ra danh sách sản phẩm và filter sản phẩm thì cái thằng này cũng không yêu cầu authorization ai cũng xem được. Các bạn để new out. Chúng ta bấm send. Thì cái này là cái request này thuộc danh sách là gì? Được bypass thì nó mới chuẩn. Đấy, thấy chưa? Các bạn bấm vào đây có nghĩa là cái này nó bằng true, là cho phép đi qua. Đồng thời bên bên này cũng như thế, bên web security config, bên cái chỗ security filter chain cũng cho anh này đi qua. Đây, cho phép đi qua. Như vậy phải lấy được kết quả. Ok, ngon. Đấy, đây là danh sách các sản phẩm. Được rồi. Đấy, tiếp tục cái request xem ảnh cũng như vậy. Chúng ta truyền vào tên của cái ảnh đó. Cái authorization chúng ta cũng no out. Chúng ta lại bấm send. Rồi, anh này cũng được phép đi qua. Tiếp. Đó, ok, xem được ảnh. Chúng ta xem thông tin chi tiết của một sản phẩm cũng là một product get. Rồi lấy ra. Đấy, chúng ta xem đoạn này thì cũng được. Bypass token không phải nhập token, đúng rồi. Đi qua đây, thế để đi qua tiếp nữa thì chúng ta phải là kiểm tra ở đây nữa. Tất cả những cái product và product image đều được đi qua. Đấy, ok, có dữ liệu tiếp. Chúng ta truyền một cái danh sách ID vào để nó trả về các cái sản phẩm với các cái ID đó. Cái này cũng là gì? Cái này cũng phải no out, bấm send đi qua. Đó, ok. Cái request delete này thì phải unauthorized vì là mình đang là user. Ok chưa? Bấm send. Ta kiểm tra tiếp xuống dưới này. Lấy ra tốc continue đi. Đấy, cái role lúc này của chúng ta là role admin hỏng rồi. Tức là chúng ta đang chưa 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 thay token các bạn nhé. Cái này đang hỏng rồi. Khi chúng ta debug là chúng ta quên chưa paste token vào là hỏng đó. Rồi các bạn nhớ copy cái token mới. Đây, các bạn biệt bia token. Chứ ở đây cái token cũ là của cái thằng admin cũ. Đấy, bấm save. Rồi bấm send lần nữa. Rồi thằng này không được bypass, phải kiểm tra token. Xuống dưới này kiểm tra token. Đó. Sau đó lấy ra user từ cái token đó. User detail và lấy ra được cái quyền. Như vậy quyền của anh này vẫn là role user mới đúng. Đấy, next. Thì là cái chỗ này phải unauthorized chuẩn rồi. Tiếp cái request post này cũng thế. Các bạn cũng phải làm sao? Bearer token được chưa? Ctrl V. Bấm save. Rồi chúng ta bấm send. Tiếp thằng này cũng được đi 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 qua, phải kiểm tra token đúng không ạ? Anh cha này cũng như vậy. Rồi, ta cứ cho nhanh đi qua đi. Như vậy cái này phải unauthorized. Tiếp cái này cũng phải unauthorized, nhưng nhớ là sao, nhớ là các bạn phải thay cái bearer token vào đây nhá. Đó, xóa bearer token cũ thay các token mới, bấm save, bấm send, được chưa? Anh này phải kiểm tra token. Xuống tiếp có phải chuyển user chưa, nhớ hơn đặt debug chỗ này hay hơn này. Role user đúng rồi, cho tiếp sẽ phải unauthorized chuẩn. Cái này cũng sẽ phải unauthorized, cái request upload ảnh này cũng phải thế. Thì là cái author bearer token chúng ta cũng thay token, bấm send. Đấy, phải kiểm tra token. Xuống đây là gì? Quyền user. Đó, sẽ unauthorized. Cái này chúng ta sai một chút đấy các bạn ạ. Chỗ này nó là upload thôi. Đây này, các bạn này cấp quyền admin vào đây. Vào cái request upload ảnh, đăng ảnh đến server.
À, ở đây nó có cái ID các bạn nhé, cho nên là chúng ta vẫn giữ nguyên cái ID này. Tức là ý là tôi upload cái ảnh cho cái sản phẩm với ID là bao nhiêu đó, chính là cái ID Product ID ở đây. Nhớ thay token mới vào đây. Và cái này sẽ không được phép nhé. Rồi bấm send lần nữa. Ok, đi qua đây. Tức là cái này phải kiểm tra token. Đây, phát hiện ra tôi là user. Đấy, nó sẽ không cho đi tiếp. Đúng rồi. Cái unsupport media type này tí nữa mình check sau. Tí nữa phần admin mình check sau. Tiếp, cái đoạn này là thêm mới sản phẩm. Hai cái này đang để giống nhau đây này. Cái thằng này khác. Cái này là tạo ra sản phẩm fake. Ta sửa tên nó đi một tí. Có lại bị loạn. Ok. Cái này thì cũng không được phép đương nhiên. Nhưng cái này thì thường là trong bài mình có để private lại, thì lôi ra sử dụng trong cái trường hợp muốn tạo fake rồi xong lại đóng cái API này lại. Nên thôi cái này không cần phải test. Rồi tiếp theo đến register user. Thì cái này chúng ta chỉ test đến cái phần gọi là bay đến controller thôi. Thì cái request register này nó cũng là cái request mà không yêu cầu cấp quyền, à không không yêu cầu phải có token và không yêu cầu quyền admin, ai đăng ký cũng được. Rồi, cho nên ta đặt debug đây, nó chui đến đây là được. Đấy, chui đến đây, thấy chưa? Chui vào cái create user của thằng user controller là ok. Rồi tiếp ta sang cái request. Tiếp theo là detail user, lấy ra thông tin chi tiết của một user nào đó. Chúng ta cứ tắt đi và chạy lại, không cho nó đi tiếp. Nhớ đặt debug nhé. Thông tin chi tiết nó là một cái request post. Thì cái này là có yêu cầu token đây này, tức là tôi đọc từ cái bearer token ra xong rồi từ đấy tôi gửi request xuống dưới database để tôi lấy ra cái thông tin chi tiết của cái người đã đăng nhập đó. Tức là cái thằng này nó có một cái đặc điểm rất hay ho là role admin hay role user đều có thể vào được. À, tại sao như thế? Tức là role 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 user thì là gì? Nếu mà xem thông tin của chính mình thì có quyền xem. Thế còn của người khác thì không xem được, như thế. Thế còn admin thì đương nhiên xem được. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt cái điều kiện kiểu như thế này. Rồi chạy lại cái cho hay ho. Đấy, started. Rồi. Detail. Cái chỗ này là xóa đi mọi người nhá. Xóa đi. Không cần thiết, none. Vì là thông tin mình gửi xuống chỉ có mỗi cái authorize cái token này thôi mà. Paste token ở đây, bấm save, bấm send. Ok. Thằng này phải kiểm tra token đương nhiên, đi qua. Đấy, đi qua. Rồi, xuống đến đây, đấy, đi qua đây được rồi. Ok, qua qua đây rồi các bạn nhé. Tức là gì ạ? Tức là có quyền user hoặc là quyền admin đều được. Đương nhiên ở trong cái hàm này thì mình cũng có kiểm tra một số thứ nữa. Là nếu như tôi tự gọi đến chính mình thì là ok. À, đây này. Tôi kiểm tra xem cái user đấy và xem là cái user đấy có phải là chính mình không, nếu đúng thì là được. Đấy. Nó hiện ra thông tin chi tiết của tôi. Thì cái này cũng quan trọng phết. Khi mà chúng ta muốn vào những cái trang như là profile rồi các thứ gì đấy, lấy ra thông tin của mình, của chính mình. Tiếp, ta sang cái đoạn mà chỉnh sửa thông tin user thì cái này cũng như vậy. Cái này cái cấp quyền của nó cũng giống như thằng trước. Cái cập nhật thông tin này cũng thế. Đây này, cái quyền vẫn là gì? Has role admin hoặc là role user. Role admin thì cập nhật ai cũng được. Còn role user thì sao? Chỉ được phép cập nhật chính mình. Rồi, ok, chúng ta chắc cũng chỉ debug đến cái đoạn này thôi nhé. Còn bên trong xử lý sâu, không đi sâu thêm. Người ta đang check cái phần sử dụng authorize. Đúng quyền thì nó đi được đến đây là được. Sau bên này thì các bạn là nhớ làm sao? Header authorization này. Đó. Paste vào đây. Bấm save. Bấm send. Đấy, chỗ này thì cũng cho phép bắt buộc phải kiểm tra token. Ok. Này, cứ đi đi qua đi lại nhiều lần lắm rồi, nhưng tôi cứ đi qua cho mọi người chắc. Đây là quyền user, ok. Rồi. Đấy, vẫn xuống được đây là được. Tức là quyền user hoặc quyền admin đều có thể vào được cái update user detail này. Rồi, cái đăng nhập với đăng nhập admin thì lúc đấy mọi người biết rồi đúng không? Thôi cái này khỏi phải test. Đấy, ok rồi. Tiếp chúng ta debug đi ạ. Tiếp đến cái order thì sao? Ta cứ đi qua một lượt. Lấy các danh sách order. Cái này thì là ai cũng lấy được. Cho nên cái authorization thì các bạn cứ để no out thì đi. Bấm save. Thử xem có đúng không? Trong cái config của bài này có đúng không? Đây, lấy order các thứ này. Thông tin order là có thể ai cũng xem được.
Nhưng mà tạo order thì là chỉ có role user, mở rộng ra chứ nhỉ, đúng không? Role user, role admin đều được. À, chúng ta cũng chỉ cần debug đến được cái dòng này là được. Thế còn ở trong dưới này thì mình lại phải check tiếp cái đoạn mà đặt order ấy. Là check tiếp, tức là chính tôi có cái token đấy thì tôi phải tôi có cái từ cái token của tôi ra là user của tôi đặt order thì là cái order này là phải của tôi đặt, đúng không? Lấy cái user ID từ cái thằng token đó. Rồi lại chạy lại. Cái này nó có một cái sử dụng cái dev tool để có thể hot reloading nhá. Sẽ nói sau, dần dần nói sau. Đây là tạo đơn hàng mới. Ở dưới này có các cái order item. À, chúng ta lại copy cái authorization vào đây. Bearer token paste vào đây. Bấm save, bấm send. Rồi, cái này thì sao? Phải kiểm tra token. Đương nhiên. Cái này vẫn là role user. Đấy. Sẽ vẫn phải tạo được cái order. Tiếp đến cái chỗ chỉnh sửa order cũng thế. Bấm save. Chẳng hạn chúng ta muốn chỉnh sửa cái order bằng 5 thì cái chỉnh sửa order này phải là quyền admin mới làm được. Đương nhiên các bạn có thể là theo nghiệp vụ của các bạn có thể là cho phép user chỉnh sửa cái order của chính mình đấy, kiểu dạng như vậy. Đấy thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy như ở trên là pre-authorize has role admin all vào đấy là được. Rồi bên này ta thử bấm request sang. Đây là thông tin chỉnh sửa cái order. Bấm send. Rồi đi qua đây. Đấy, unauthorized chuẩn không cho phép. Tiếp xóa order cũng vậy. User không có quyền xóa order. Ok, đi qua đây tiếp. Đấy, dừng lại và unauthorized chuẩn rồi đấy. Đấy. Lấy order với user ID. Cái request này lấy ra order của một cái user có ID là bằng 1. Cái này data truyền xuống của mỗi đây thôi cho nên cái này chỗ này bỏ đi none. Nó không có cái đối tượng gì truyền xuống đâu. Bấm save. Cái này đang để như này là ai cũng vào được. Đây là như kiểu ai cũng vào được này. Cho nên bây giờ mình thử xóa token đi nhá. Bỏ token. No out. Bấm save. Bấm send. Rồi cứ check đi. À, ông này có kiểm tra token đây bạn này. Cái này là toi rồi đây này. Nếu mà để có kiểm tra token cũng được. Bởi vì là cho phép là tôi xem được những cái đơn hàng của tôi. Ok chưa? Còn những người khác đặt hàng như nào thì không được xem. Thì cũng được đúng không? Rồi, chúng ta lại nhét token vào đây xem sao. Bearer token. Lại ném token vừa rồi vào. Bấm save, bấm send. Tiếp. Cho đi qua. Được chưa? Đấy. Thì lúc này lại đi qua đây. Lấy được. Rồi, ok. Hôm nay ông một này chưa có token nào. Tất nhiên là cái phần nhiệm vụ này các bạn sẽ có thể mở rộng thêm, phải test thêm. Tức là tôi phải lấy ra cái user của tôi. Và tôi chỉ... cái user này với lại cái user hiện tại ở trong token lấy ra nó phải khớp nhau thì mới cho trả về thông tin, tức là tôi chỉ xem được đơn hàng của tôi thôi, còn không xem được đơn hàng của người khác. Rồi tiếp đi, ta lại xuống tiếp đây. Cái này là lấy ra thông tin của một order. Request get thì chúng ta cứ mạnh dạn gửi thôi. Ok rồi, chúng ta bearer token cho token mới của mình vào, save, send, continue. Đấy, thì ok, có token thì lại lấy được. Rồi, thì cái này các bạn nhớ kiểm tra xem là gì. Trong này là kiểm tra cả cái gọi là với cái đơn hàng này có phải của mình hay không, của user này không, có thì đấy thì mới trả về. Còn nếu là đơn hàng của user khác không phải của mình thì thôi, không trả về. Rồi, tiếp cái gọi get order by keyword, cái này cũng thế. Rồi, các bạn copy paste nhanh thôi. Bấm send. Ừ. Đi qua đây. Rồi, nãy giờ làm thân thạo lắm rồi. Tiếp bây giờ test đến cái order detail, tức là thêm một cái order detail mới. Cái này là gì nhỉ? Cái này chẳng hạn như cái đơn hàng của bạn ấy là nó có một cái ba cái laptop, hai cái điện thoại. Bây giờ ta tiến thêm một cái đơn hàng nữa, năm cái máy tính đấy, thì đấy gọi là order detail. Trong cái khóa học này mình cũng nói kỹ rồi. Cái này ta cũng chỉ test xem là cái quyền insert này thì là cũng cho phép cả user và admin, tức là phải đăng nhập mới được nhá. Thế còn cụ thể bên trong check nào thì lại trong controller. Thì chúng ta mở cái order detail controller ra. Sau này mình đã copy paste cho mọi người các cái này rồi. Đây. Riêng cái như insert update thì đây, ai quyền user, quyền admin đều làm được. Tuy nhiên thì quyền user phải kiểm tra xem là cái đơn hàng đấy truy ra user ID nó phải là cái user ID từ trong cái token không. Nếu đúng thì mới cho update.
Rồi, ok. Thôi, cái này mọi người có thể tự check lấy. Bây giờ ta quay sang phần admin nhá. Ta quay sang phần admin mới hay ho này. Bây giờ ta sẽ đăng nhập sau đó lấy cái token của admin đó mang đi các nơi để xem là có insert update được không. Thì chúng ta vào cái login admin này. Bạn bấm vào đây. Rồi chúng ta tắt hết các request đi cho đỡ bị loạn. Save change. Rồi, ta mở cái login admin ra. Bấm send. Đương nhiên là thằng này phải được đi qua, không kiểm tra bypass token. Tiếp. Chỗ này nó sẽ trả về lấy ra ê, role admin, ok chưa? Chạy tiếp. Rồi, bây giờ ta copy cái token admin để mang cất đi. Copy. Bạn sẽ mang sang các request khác để thử. Ta lại lên từ đầu tiên. Tất nhiên admin thì là lấy được category đương nhiên rồi, cái này là thừa quyền rồi. Ok, chỗ này khỏi phải bàn. Admin thì có quyền thêm một category mới. Rồi, cái này thì phải phải check. Thì ta phải xem trong category controller ta có cái đoạn hash role này chưa. Đấy. Rồi ta bấm send. Ok, đi qua. Đi qua. Đấy, ta xem là đây send lên role admin chưa. Rồi. Ôi, vẫn role user hỏng rồi. Vì sao ạ? Vì là mình chưa thay. Đây, các bạn phải thay cái token đó bằng cái token này. Đấy, thì cái này cũng nhiều bạn gặp phải. Bảo là tự nhiên em lại mất quyền em đăng nhập rồi. Vì mình chưa cập nhật lại cái token này. Bấm save. Bấm send lần nữa. Ok. Xuống đây. Xuống đây cho là gì đây? Đấy, role admin ngon rồi. Rồi bấm tiếp. Ok rồi, đi đến đây là ok. Đấy, chui được đây là trách nhiệm của phân quyền đã xong. Rồi chúng ta chạy tiếp. Chúng ta tắt debug bởi vì mình không muốn nó update dữ liệu hay là xóa dữ liệu trong này. Rồi ta xem tiếp cái cập nhật một cái category thì sao. Thì các bạn cũng lại phải sửa tốc. Rồi lại bấm save. Sau đó bấm send. Ok. Rồi anh này cũng là admin đi qua. Đấy, nó đi qua được cái chỗ update. Bởi vì sao? Mình xóa cái đoạn này. Rồi lại tắt đi. Chạy tiếp cái khác. Cái delete category cũng như vậy. Chúng ta lại authorize bearer token. Thay token của admin vào. Bấm save, bấm send. Ok, đấy. Đến đây, nhớ kiểm tra đoạn code này xem là đã là admin chưa? Đã là rồi. Tiếp. Đấy, nó sẽ nhảy đến đây là được. Đấy, thì các bạn chú ý là cái đoạn là pre-authorize. Rồi, ok, tương tự như thế với các cái controller khác thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì? Với những request insert update thì mình làm sao? Mình cho hết những cái cấp những cái đoạn quyền admin vào những cái request insert update delete. Đấy, thì mình sẽ không để ở trong thằng web security config nữa, để trong này trông khiếp quá. Vào trong này ta thì chỉ để permit những cái nào thôi. Đấy, những cái nào permit và tiếp theo vào trong từng cái request của controller thì ta sẽ sử dụng cái pre-authorize này nhá. Thế đó, hay ho mà nhìn code nó cũng ngắn gọn. Rồi tiếp các bạn lại quay sang các cái controller khác. Rồi các bạn chú ý cho tụi mình các cái này nhá, về test thử các cái pre-authorize này với quyền admin là làm tiếp như mình vừa làm. Ok, bây giờ ta sang một cái thứ hay ho nữa là cái Swagger và Open API. Open API không phải Open AI đâu nhé. Open API, Swagger. Ừ. Thì ở đây mình đang sử dụng cái này để chúng ta làm ra một cái document Swagger. Thì cái Swagger này bạn nào làm việc với .NET thì chắc cũng biết rồi. Mục đích của Swagger là để làm gì? Tức là nó sẽ document hóa xem là bên trong cái ứng dụng API của mình có những cái request nào nó hiện ra cho chúng ta. Và chúng ta có thể test trực tiếp trên đấy. Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ dùng Postman hơn. Thực ra thì cái Swagger nó sẽ giúp các bạn là xem có những cái request nào trong hệ thống nó được expose ra. Thế còn cái cách gọi thì theo mình là vẫn cứ gọi trong thằng Postman vẫn sướng hơn. Nó có thể lưu lại, nó có thể đồng bộ với lại Gmail, điện với tài khoản Google của bạn, rất là tiện. Rồi, tuy nhiên mình cũng giới thiệu cái cách cài đặt. Cài cái này mọi người có thể xem trên mạng nhưng mà nó cũng phải sửa tương đối nó mới chạy đấy, chứ không phải là cứ copy chạy đâu. Kể cả ChatGPT cũng thế. Các bạn copy trên ChatGPT xong rồi sửa còn tuyết hơi nó mới chạy. Rồi bây giờ chúng ta nhá. Ta cần phải config cái thằng
Swagger thì các bạn nhớ cái đoạn code này nhá, cái đoạn code này. Đấy. Để config, để tùy biến cái Swagger. Và cái đường dẫn đến API doc là gì ạ? Là cái thông tin chi tiết của các cái request cũng như là các đối tượng DTO trong ứng dụng của bạn. Để thay vì chúng ta đọc code thì đã có thằng khác nó document hộ, nó nhìn vào đấy xong nó document hộ ta. Thì cũng sướng đấy. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài nhá. Thì là để cài thì các bạn chú ý là cài ở đâu? File pom, chúng ta cài cái thằng này ra. Spring doc open API starter web MVC UI. Cái này mà bạn nào đọc cái tài liệu cũ ấy, thì nó đang thì nó làm nó hơi khác một tí. Đấy, tuy nhiên nếu mà các bạn chạy với Java Spring mới nó sẽ bị lỗi, bởi vì cái thư viện Jakarta, thư viện Java X nó đã được đổi thành Jakarta, cái đường dẫn nó thành Jakarta. Thế thành ra là trong cái thư viện cũ nó vẫn dùng cái Java X, dẫn đến nó bị exception, bị lỗi. Thì các bạn lại phải cài thêm một đống các cái thư viện Java X ở trên nó. Thì cái điều đấy nó không cần thiết. Đó, thì mọi người hãy dùng cái thư viện này, khá là tiện. Ok, nhớ cái config vừa rồi và cái config trong YAML. Rồi, còn đâu nữa? Còn một chỗ nữa để config cái đó. Chính là trong cái components, đúng không nhỉ? Đây, nó là một cái configuration. Các bạn vào trong trong cái package configuration tạo ra một file tên là open API config. Đấy. Thì trong này chúng ta sẽ có các cái annotation, các cái thẻ cho phép là chúng ta khai báo cái các cái thông số mà chúng ta cần đẩy vào bên trong Swagger. Ví dụ như đây chúng ta có hai server, server chạy và server sau khi chúng ta deploy lên, ở đây là trên localhost trên máy của mình. Thế sau này các bạn deploy lên một cái server có địa chỉ IP thì các bạn cho thêm vào đây. Nhá. Ở đây thì các bạn có cái mô tả là gì? Ứng dụng SoftCap, đào tạo lập trình viên, đó, để training. Version chúng ta 1.1.0 đi, API. Đấy, trong Java Spring Boot. Rồi, chúng ta có thể bịa vừa vào đấy. Rồi, cái token thì chúng ta có thể có một cái biến để ta lưu cái token vừa rồi lại. Ta sẽ có một biến để lưu cái token đó. Rồi, ok chưa? Chỉ cần để cái này thôi. Nhớ đừng quên cái configuration nhá. Ta để quên cái này là đến lúc chương trình start lên nó không chui vào đây, nó không khởi tạo cái đống này đâu. Rồi, thế bây giờ ta thử bấm debug chạy xem nào. Thì để vào được cái Swagger thì các bạn đơn giản thôi. Bạn vào cái link này. Giờ vẫn localhost. Thế nhá, bình thường cái link của mình là 8088 API V1. Các bạn bỏ cái đoạn từ API V1 đi, lấy cái link. Đấy, và thêm cái chữ là gì? Swagger UI index.html vào đây. Đây, nhớ nhá, đường link này nhìn cho nó dễ nhá. Rồi, bấm vào đây. Đấy, thế thì xuống đây thì tại sao nó vẫn vào cái bypass token, mọi người biết không? Bởi vì là nó vẫn phải đi qua cái đoạn filter. Tức là nó vẫn phải đi qua hai cái ông bảo vệ này nhá, vẫn đi qua hai cái ông này thì mới đến được controller. Thì ở đây mình check nó là Swagger thì cho đi qua và permit bên này cho đi qua luôn. Vẫn phải đi qua hai cái ông bảo vệ này. Thì cái đoạn Swagger nó nằm ở chỗ nào? Đây. Đây các bạn chú ý phải có cái đoạn code này. Cái đoạn này để làm gì? Nó cho biết là những cái request như này mà là request get thì hãy cho đi qua. Bởi cái request này đến từ cái thư viện OpenAPI kia. Dẫn đến là cứ gặp các cái request này là mặc định cho đi qua. Không chặn. Tiếp theo nữa ở trên thằng web security config thì các cũng phải làm tương tự như thế. Đấy, chúng ta cũng cho thêm cái đoạn code này vào. Đấy, cho thêm đoạn code này vào. Thế thì cái này các bạn có thể đọc đọc cái document trên thằng OpenAPI. Tuy nhiên khi mà có một cái thủ thuật nữa là khi mà debug trên này. Rồi, thì khi mà debug trên cái local trên cái trang này này thì các bạn có thể chuột phải F12 chọn inspect này. Và chúng ta xem là cái package JavaScript nào hay là cái đường dẫn nào nó bị lỗi 401, tức là bị cái thằng này chặn. Thì chúng ta cho cái đoạn đó vào đây. Để cho nó không bị chặn nữa là được. Rồi ta bấm continue. Rồi, ông này được bỏ qua này. Đấy, bỏ qua hết. Đấy, các bạn thấy là mấy request cơ. Thấy chưa? Khi mà chúng ta bấm vào đây là mấy request được chạy cơ. Rồi, chúng ta cứ next next cho đi qua hết. Đấy, muốn debug để cho mọi người biết là nó có những cái gì. Đấy, chúng ta thử get servlet path ra xem nào. Thấy chưa? Đấy, swag UI, swag UI bundle. Đây là cái bên trong thư viện. Thì chúng ta cứ accept tất cả những cái thằng mà có sạc swag UI. Sau đấy là gì? Accept hết. Rồi, ok.
Đấy, nó có mấy cái liền cơ, các bạn thấy chưa? Thế sau khi đi qua đây rồi thì làm sao? Đấy, không kiểm tra token nữa, cho đi qua hết. Nhiều phết nhỉ? Đấy, các bạn thấy không? Nhiều phết. Rồi, đấy, thì chúng ta sẽ được cái này. Tác cái, nó như là một cái document ấy, như cái document ấy. Chẳng hạn như trên này kiểm tra sức khỏe, actuator. Đấy. Ở dưới này user controller có những request nào, product controller request nào. Thì cái này rất là tiện khi chúng ta viết API xong và chúng ta vào. Vào đây thì chúng ta sẽ thấy là gì? À, trong này cái API này tôi viết rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nó hiện ra đây, chắc là thiếu cái gì đó. Đấy. Thế còn ở đây ta thấy là có API và ta viết rồi thì sao ạ? À đấy, ta có thể test trực tiếp và ta copy các cái tham số của nó, ta ném sang bên thằng thằng Postman ta chạy, hoặc là dữ liệu của Postman ta thể copy sang đây để chạy thử. Rồi ta thử vài cái request xem nào. Đây cái server đây mọi người nhé. Đấy. Thấy không? Có cả production, có cả development. Thì cái đoạn này là đến từ cái chỗ lúc nãy mình config đấy. Open API config này này, cái hai cái array này này, cái mảng này. Không có hai server. Đấy, có hai server nhá. Server giai đoạn phát triển và giai đoạn production. Rồi cái act authorize để làm gì nhỉ? Đấy, để mọi người copy cái bearer token vào đây và mình sẽ sử dụng cho tất cả những cái request bên dưới. Tuy nhiên thì mình vẫn thích dùng cái này hơn, Postman hơn. Để sau khi cài xong mọi người hãy thử vào đây khám phá xem có những gì hay ho thì chia sẻ trên nhóm. Try it out đi, execute đi. Đó, thì nó chạy như một cái request bình thường thôi, cái này không vấn đề gì cả. Thấy chưa, khi chúng ta gửi request thì nó cũng giống hệt như là chúng ta chạy bình thường thôi. Rồi chúng ta thử get product xem nào, lấy ra một cái sản phẩm bất kỳ này. 10 đi. Try it out đi, có ID bằng 10 đi, bấm execute đi. Đó, đi qua đây. Chúng ta cũng debug như là chúng ta lấy gửi trên Postman thôi, chả khác gì. Đây, nó ra thông tin chi tiết. Mấy cái này với những bạn đã làm C Sharp rồi thì ta quá quen thuộc. Đấy, tuy nhiên là cài cái swagger bên C Sharp thì nó đơn giản hơn. Đấy, về mọi người sẽ mày mò tiếp cho này, các cái response ở DTO nó có hết này, có những trường nào. Cũng tiện phết đấy. Cái này gọi là doc mà. Rồi thì ta thử vào cái API doc xem nào. Đây, ta vào API doc xem nào. Đấy. Đi qua đi. Đấy, thế bạn thấy chưa? Đó, nội dung thông tin chi tiết này. Rồi các controller làm gì? Thế, tất nhiên cái này nhìn thì nó technical hơn, vào. Nhưng cô nhìn thì cũng được. Anh em dân kỹ thuật nhìn thế này thì cũng thích, đúng không? Đấy, nó tường minh rõ ràng các cái request nó có những cái gì. Có những cái tham số này thì nó yêu cầu kiểu gì. Thì cái spec này mình có thể đưa cho bên frontend để họ tích hợp, họ gọi API từ bên Flutter hay bên React Native hoặc bên React hay bên Vue.js. Rồi, ok, chắc là hôm nay chia sẻ đây là tương đối đầy đủ. Đấy, thế code thì để đâu nhỉ? Code chắc là mình để chỗ này đi. Vẫn như mọi khi mọi người nhá. Vẫn ở trong này. Đấy. Để trong cái khóa học này. Bạn nào mà join khóa học thì chúng ta sẽ có được hết. Mình share zip lại nhá. Sau 3 backend. Mới nhất đang là 20 hay sao ấy. Rồi, 20. Đây là tất cả code đều cất hết, đều zip chi tiết từng video hết, vì cái đoạn này nó khó, thế nên là cần là mọi người phải có cái code một cách chính xác nhất, làm xong một tuần coi như là code tươi thóc thật là mình phải zip cất lên đây luôn, được chưa? Đây là bài 20 thì là số 21 các bạn nhá, đây nhá. Swap app backend trừ 21. Đấy, ok, swap app backend trừ 21. Nó down về là chạy. À, bây giờ export toàn bộ cái thư mục này ra. Bạn nào có lôi về thì mình có thể là xem được. Đóng hết đống này lại. À, chuột phải ở đây. Export V2.1. Ok. Cho vào download. Export cả biến môi trường này nữa này. Đây chúng ta đang dùng cái này nhá. Các bạn có thể chọn biến môi trường khác. Có thể cho thêm. Export. Rồi, cũng trong cái thư mục này ta cho vào trong Postman. Cái này thì mình cũng không đánh số, đó một cái thôi. Rồi, upload lên đây cho replace. Đấy, ok nhá. Rồi, hai cái file này nhớ các bạn có thể lôi download về xong import vào trong Postman xem cho nhanh.